Sứ và quý chức tân cựu của giáo xứ Bình Nghĩa. Trước thánh lễ thì chúng ta thấy các cha và quý ông bà anh chị em tu sĩ nam nữ, mọi người ở nơi xa đến đây đều nhìn gặp lại giáo xứ Bình Nghĩa từ năm ngoái đến năm nay và thấy có nhiều sự lạ lắm. Và cái những cái lạ ấy đã được kết nối về nói lên cha xứ và anh chị em giáo xứ Bình Nghĩa của chúng ta đã đoàn kết yêu thương hiệp nhất, góp công góp sức xa gần để xây dựng gia đình giáo xứ chúng ta đây. Và đặc biệt là trong tuần đại phúc chuẩn bị tuần chầu này, cha xứ cùng với ông bà anh chị em cũng lại có những thời gian tĩnh lặng trước mặt Chúa để chúng ta thánh hóa các cái tâm hồn của chúng ta trong mọi người, rồi giúp cho các em trong tuần chầu này lãnh nhận bí tích thánh thể rước lễ lần đầu. Bao những công việc ấy xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em chúc mừng cha xứ và giáo xứ Bình Nghĩa, một tràng pháo tay. Nhưng anh cha và con và thánh thần, Chúa ở cùng anh chị em.